Ê. Ê, ê, anh ơi. Anh ơi. Tắc tắc giao thông. Mấy người ta vừa lên cái người ta thấy đông quá, người ta dọc xe lại mà người ta lui á, mấy hốt vô về trước của mình. Đó 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 đó, mấy người này phải chạy lên đi, do là do cái xe du lịch dựng vô duyên chiếc Camry. Bộ có vẻ ok hơn là đi xe. Cái này muốn đi phải lấn. Mình nhớ mình lên trên ngọn Hải Đăng một lần, nhưng mà cũng kẹt xe, anh em dọc ra không có lên. Hôm nay là tiếp tục kẹt xe. Bây giờ đứng đây chờ Thiện. Thiện nó mò chắc chút xíu lâu lắm mới lên tới. Ai, mừng quá. Đi lên trên đây chơi nè, trên đây có mấy cái view đẹp lắm, hoang sơ đẹp lắm. Lên đây chơi. Đây có mày đâu ghê, bữa hồi kỳ nhớ rồi đó, anh với em lên lần rồi không? Đó có người ta lên đó, có ở đâu? Mình là mình lên đây nè, trên đây mới quan sơ. Ó người ta lên kìa, giờ mày đi không hả? Hả vậy? Không đi, đứng đi đợi đi. Sợ đứng đi đợi đi. Ờ đứng bút mát nè, lại đứng bút mát nè. Sao ghê. Bữa chỗ này nè, bữa con bạn tụi bạn em đi trước á, hồi tuần trước á. Đi lên đây nó có gì ghê lắm. Ghê vậy? Kể là mà nó không dám nói luôn á. Ở trên cái đường trên đây hả? Ờ đúng rồi. Từ đây khúc lên đây. Đường trên đây nói chung cũng có người nhưng mà vắng người thôi. Trong đây là có chùa nè. Mà trong đây view không đẹp, lên trên đây view mới đẹp, có cái view đẹp lắm, có cái đồi đẹp lắm. Vậy mày ngồi ở đây chạy cho anh tham quan quay phim, về hút phim cái anh chạy xuống. Trời ơi ok, có gì anh đi trước em ngồi em đợi. Ok. Để anh chạy lên trên. Đi nhớ xuống nha cha. Nhất định phải xuống chứ. Ngồi đây, ngồi đây không? Đừng đi đâu, chừng tao bắt cóc quá. Trên đây hôm nay là chủ nhật nhưng mà ở khu vực này vắng que. Cái này đường này lên ngồi Hải Đăng anh em đừng quẹo trái mà anh em đi thẳng luôn thì nó dẫn anh em lên đường này. Vắng què hoang sơ thật đó. Trên đây thì có gì ghê mà Thiện nói bạn nó bữa đi lên đây có gặp gì ghê lắm.
giờ thì cũng ớn á. 12 giờ trưa. Anh ơi thank you.
Thiện. Thiện. Đi mày. Thiện. Ai vậy? Ơi.